các bạn thân mến, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022. Hôm nay ngày 25 tháng 7 năm 2022, tại nhà thờ họ Trần Viết, xã Kim Chính, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, gia đình bà Trần Thị Liên và ông Trần Văn Triều, hay còn gọi là tình thương Vương Liên của tỉnh Ninh Bình, đã long trọng tổ chức buổi gặp mặt bà con gia đình chính sách của địa phương. Đây là hoạt động mang nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc của gia đình, có truyền thống làm nhân đạo, nhằm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh qua các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và bảo vệ biên giới phía Bắc, các thương bệnh binh, diện thanh niên xung phong trong kháng chiến chống Mỹ, các nạn nhân ảnh hưởng chất độc da cam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong buổi tri ân trang trọng tại nhà thờ họ Trần Viết, có rất nhiều các đại biểu về dự và cùng tri ân các gia đình chính sách của địa phương. Ông Trần Lăng Diện, cựu thanh niên xung phong của huyện Kim Sơn. Ông Trần Xuân Thơ, Ủy viên Ban chấp hành Hội Trần Việt Nam, Chủ tịch Ban chấp hành Hội Trần Việt Nam tỉnh Ninh Bình. Ông Trần Diệp, Ủy viên Ban chấp hành Hội Trần Việt Nam, Phó Ban tuyên truyền Ban chấp hành Hội Trần Việt Nam. Ông Trần Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Hội Trần Việt Nam tỉnh Ninh Bình. Ông Phan Văn Bình, Bí thư chi bộ xóm 7, xã Kim Chính. Và 34 gia đình chính sách xóm 7B, xã Kim Chính và các thương binh của huyện Kim Sơn. Các bạn thân mến, chiến tranh đã lùi xa, những ký ức về một thời máu lửa, bom đạn và những tàn dư của chiến tranh để lại trên mọi miền đất nước Việt Nam vẫn còn đó. Những nỗi đau thương do ảnh hưởng chiến tranh vẫn còn đau đáu trong lòng nhiều người dân trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước và bảo vệ biên giới phía Bắc. Nhiều thanh niên đã xung phong lên đường làm nhiệm vụ chiến đấu và đã hy sinh hoặc để lại một phần thân thể nơi chiến trường khi tuổi đời còn rất trẻ. Xương máu của các anh đã hòa vào lòng đất mẹ và để lại cho đất nước độc lập tự do như hôm nay. Để ghi nhận những đóng góp quý báu của mọi tầng lớp công dân Việt Nam trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, Đảng và Nhà nước ta luôn có những chính sách, hoạt động thiết thực tri ân những người có công với cách mạng như xây nhà tình nghĩa, chăm sóc nuôi dưỡng người có công với cách mạng, các thương bệnh binh nặng, ảnh hưởng chất độc da cam, tặng quà nhân dịp lễ Tết, v.v. Phát huy truyền thống của dân tộc Việt Nam từ bao đời nay, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Trong những ngày này, cùng với nhân dân cả nước, gia đình tình thương Vương Liên ở tỉnh Ninh Bình đã thực hiện các chương trình thiện nguyện và mong muốn chung tay đẩy lùi nỗi đau chiến tranh, tri ân những người có công với cách mạng, các gia đình chính sách. Đây là hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc và trách nhiệm cộng đồng cao cả nhằm góp phần xoa dịu bớt nỗi đau thương do chiến tranh để lại. Hôm nay, tại nhà thờ họ Trần Viết, xã Kim Chính, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, gia đình bà Trần Thị Liên và ông Trần Văn Triều, hay còn gọi tình thương Vương Liên của tỉnh Ninh Bình, đã long trọng tổ chức buổi gặp mặt gia đình chính sách của địa phương. Đây là buổi gặp mặt đầy trang trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Tâm sự cùng với bà con, ông Trần Văn Triều cho biết. Và các ông bà là cựu thanh niên xung phong do ông Trần Lăng Diệt làm chủ tịch hội cựu thanh niên xung phong đã cung cấp số liệu. Như vậy là các gia đình nhiễm chất độc màu da cam, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ của xóm 7B và 9 trường là 24 trường hợp, còn 9 trường hợp là cựu thanh niên xung phong do anh Trần Lăng Diệt cung cấp về số liệu. Và trong đó là có một trường hợp đặc biệt mà hôm nay cũng xin phép hội nghị cũng được giới thiệu ở đây là bà cụ Trần Thị Nga. Bà đang ở phố Thử Kiệm và bà có chồng là bộ đội chống Pháp mà về nhà bà ông đã mất. Mỗi phần quà số tiền phong bì là 200.000 đồng và 100.000 đồng của cô Trần Minh Hiền nữa là 300.000. Lẽ ra là bà cắt ra 3 triệu cho phong bì riêng, nhưng vì là số lượng người là tôi làm những tổng thể là từ một tuần ngay là làm 70 suất, hôm nay là điểm cuối cùng và điểm cuối cùng về quê là được làm con là các quý vị về dự và nhận tại đây. Chứ còn thành phố Ninh Bình là nhiều người thương binh bệnh binh không đi lại được, có người không phải là thương binh thân nhân liệt sĩ đã không đi lại được,
mà bà Niên phải đi từng nhà một theo các hộ phố là chuyển đi. Thế hôm nay là rất vui là được gặp tất cả các bác, các anh, các chị và thân nhân là thương binh, là những người nhiễm chất độc da cam đã giữ được. Hôm nay có lẽ cũng thiếu một hai trường hợp đặc biệt nên là rất phấn khởi. Thế là xin báo cáo với các quý vị là mỗi một phần quà bằng nhau, là một là 300.000 đồng, hai là một bao gạo 10 cân và một hộp bánh oxy và một hộp khẩu trang 50 chiếc và một thùng mì tôm. Đấy, để nếu các thân nhân liệt sĩ về có thể dâng lên, cũng thay tôi là những nén hương, những tâm lễ để dâng lên các liệt sĩ. Còn các cụ bệnh binh gia cam thì có thể là chia cho các cháu, có những phần quà của mình để chia cho các cháu. Thế thì thưa các quý vị, bằng những cái gia đình tôi và Phương Niên đã tổ chức mà đã nhận được những sự đồng hành của ông Trần Văn Nhượng và cô Ami Trần, cô Trần Minh Hiền. Tôi cũng qua cái giây lát này, tôi hiện nay các quý vị có thể đang theo dõi trên quay truyền hình trực tiếp nên là có thể biết được, cũng thay mặt cho tất cả các ông các bà tại đây xin trân trọng cảm ơn em Ami Trần hiện nay đang ở Mỹ và ông Trần Văn Nhượng, nguyên phó chủ tịch Hội đồng Việt Nam đang ở Thành phố Hồ Chí Minh và cô Trần Minh Hiền ở Sài Gòn mà hiện nay đang ở Hải Dương, chắc là cô Hiền cũng đang là theo dõi. Thế là thưa quý vị là phần quà của gia đình của chúng tôi cũng như mọi người đồng hành cũng là một tấm quà nhỏ bé gửi tới quý vị, rất mong là các gia đình thân nhân liệt sĩ cũng bớt giảm những nỗi đau phần nào. Các bác nhiễm chất độc màu da cam, thương bệnh binh cũng giảm lại những nỗi đau và rất mong rằng những lúc trái gió trở trời, các bác cũng vượt qua bệnh tật và cố gắng sống thật vui, thật khỏe. Vì độc lập tự do của Tổ quốc, biết bao người con ưu tú của dân tộc đã mãi mãi không trở về. Máu xương của họ hóa hồn thiêng sông núi. Mỗi mảnh đất trên đất nước này đều thấm máu cha ông. Xin được mượn những ca từ của những ca khúc còn mãi với thời gian để tri ân những người mà máu xương của họ đã làm nên hình hài Tổ quốc. Dòng tên anh khắc vào đá núi, mây ngàn hóa bóng cây tre. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau về thể xác và tinh thần mà các liệt sĩ, thương bệnh binh và thân nhân của họ phải gánh chịu vẫn là những mất mát không gì có thể bù đắp. Những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má mẹ già, mong mỏi chờ con ngày trở về. 3 lần tiễn con đi, 2 lần mẹ khóc thầm lặng lẽ. Các anh hùng về, mình mẹ lặng im. Mẹ Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi, có nỗi đau mất mát nào lớn hơn mất con? Có nuôi con mới thấu lòng cha mẹ, biển trời kia sao sánh được với lòng mẹ, sông suối kia chẳng bì nổi với tình cha. Mẹ còn sống thì còn mong mỏi, mẹ tin rằng mẹ chẳng thể mất các con. Chính những suy nghĩ đó, trước ngày này trong dịp tri ân tháng 7, gia đình tình thương Vương Liên đã đi tặng các gia đình tại thành phố Ninh Bình và huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định với 36 suất quà. Mặc dù công việc rất bận rộn, song với tình cảm dành cho những người có công với cách mạng, gia đình tình thương Vương Liên đi từng nhà để trao tặng. Việc làm thể hiện kính trọng các liệt sĩ đã hy sinh hoặc các cá nhân thương binh đang phải gánh chịu nỗi đau chiến tranh mỗi ngày. Trước những tình cảm tốt đẹp của gia đình tình thương Vương Liên, các đại biểu đã đánh giá. Đứng lại chung tay đền ơn liệt sĩ nhòa hương khói, đáp nghĩa thương binh tỏ ý bày. Chồng vợ triều yên người thiện nguyện, bao nhà nghĩa cử tấm lòng hay. Đông Nga tỏa sáng muôn đời thịnh, hậu vệ ngàn trùng. Các bạn thân mến, còn nhớ mùa đại dịch năm 2021, thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp về ủng hộ phòng chống dịch Covid-19. Lòng yêu nước của nhiều người dân Việt Nam lại được lan tỏa sâu rộng. Những người như gia đình tình thương Vương Liên và ông Trần Văn Triều là những thế hệ đang nối tiếp truyền thống của cha ông về lòng nhân ái, những nghĩa cử cao đẹp, sẵn sàng dành tình cảm yêu thương cho quê hương đất nước, cho đồng bào, cho dòng họ. Trên khắp các nẻo đường, nơi nào có dịch bùng phát mạnh là nơi đó có tình cảm của gia đình ông Trần Văn Triều và bà Trần Thị Liên được lan tỏa,
hàng trăm ngàn chiếc khẩu trang của gia đình bà Liên Triều, hàng tấn nhu yếu phẩm được bà đưa vào những nơi quan trọng nhất như Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang, vân vân. Tấm lòng tình cảm và công sức của gia đình bà Liên Triều nhằm quyết tâm cùng với cả nước ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh, mang lại cuộc sống yên bình như hôm nay. Với nhiều công sức, gia đình bà Trần Thị Liên đã được nhiều các cấp, các tổ chức đánh giá, động viên khen thưởng. Đó là sự ghi nhận cao quý và đồng thời cũng là những kỷ niệm làm bài học giáo dục cho con cháu thế hệ trẻ sau này về lòng nhân ái, sự hy sinh vì cộng đồng. Phát huy truyền thống đó, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022. Ngày 25 tháng 7 năm 2022, tại nhà thờ họ Trần Viết, xã Kim Chính, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, gia đình bà Trần Thị Liên và ông Trần Văn Triều long trọng tổ chức buổi gặp mặt bà con gia đình chính sách của địa phương. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của gia đình có truyền thống làm nhân đạo, rất cần được phát huy. Chúng ta cùng gửi lời chúc sức khỏe tới gia đình bà Liên Triều, chúc gia đình bà luôn mạnh khỏe và nhiều niềm vui hạnh phúc, chúc cho học khí Đông A muôn đời tỏa sáng. Nơi nơi giống tiên lòng.